vui thì phải đi làm. Bực bội. Đây là hứng nắng rồi. Ba con lưng gì đây? Hello mọi người nha. Đây hoa gì đây? Đây là hoa gì vậy? Hoa gì vậy mà lại nở cái gì đây? Lan tử quân à? Phải không? Cái gì nào? Không biết hoa gì. À. Khi hoa chi nhỉ? Cái bố này chị mời với anh chị nhớ mình chị mời lại nhé. Cái bộ gan thôi chứ không sẽ ăn lên nhiều nữa. Đây mọi người đợi em tí nhá. Con đi vệ sinh lắm lại đi mua rồi. Rồi mọi người lên nhé mọi người nhé. Rồi em mình đó. Cho xem quần ống suông 43 cân là yếm mà ok nha. Không cần mã đâu em, lúc đầu khỏi cần mã đi. Đây là ống suông á. Mọi người vào chấm bài lên cho em đi. Hello các mẹ nha mọi người nhá. Mỗi chị cho em xin một lượt chia sẻ like với nào mọi người ơi. Chấm bài tương tác thả tim thả like lên cho em với nhá. Chia sẻ like lên giúp em nha. Hello. Ống suông 43 cân và yếm ạ. Đồ ok nhá. Mọi người vào chấm bài lên đi cho em đi nhá. Đây em lên trước cho chị xem, chị đợi đợi. Đây là yếm nhá. Đây là yếm. Đây là yếm nhá. Hôm nay cho chị báo đơn này chị đi làm tóc cái đi. Đây là yếm nhá mọi người. Đây là yếm cho em này. Bây giờ mới là thời gian bị ế này tại vì là đang lo kiếm tiền. Đang lo kiếm tiền để Tết mới sắm. Đúng rồi các mẹ nhờ. Kiểu hầu như là bây giờ mới là đang giờ ế này này. À, cái này là cái gì đây nhỉ? Cái này là yếm đây chị nhá. Yếm của em có size là 17 cân tới 50 cân cho em, chị cứ chốt cho em yếm cách số điện thoại là được. Yếm với giá là 109 nghìn nha. 109 nghìn đồng một yếm cho em nhá. 17 cân tới 50 cân cho em này, đủ size. 17 cân tới 50 cân đủ size cho em, yếm cách số điện thoại là ok nhá. Yếm cách số điện thoại cho em, đấy. À, lên bộ cho bé đi bao nhiêu cân chị ơi, bộ size to thì chắc không còn. Bộ size to, size bự thì hết rồi á. Chỉ bây giờ chỉ còn size tầm 30 cân quay đầu, 35 cân quay đầu là 35 cân cũng ít đấy. Đây nhá, yếm của em là chất co giãn đấy mọi người ơi. Tất cả các quần nhà em là đều co giãn hết nhá. Yếm cách xuống thoại 17 cân tới 50 cân cho em nhá. 109 nghìn, em lên nhanh đi nhá. Về chưa? Về hết chưa? Chưa. Chị đang vẫn còn chuyện à? Bye bye á. Chị lắm chuyện đấy. Mày đi. Rồi ok lên tiếp cho em này. Đây lên yếm váy không có mọi người ạ, yếm váy không có nhá.
áo lẻ bé gái à? Áo có áo sơ mi, em có áo sơ mi nha mọi người. Đây là quần suông nhá. Đây là quần suông này. Ui sao em mặc cái áo ngắn vậy trời. Cả lớp tốt mà. Cha mất rồi. Đây, lên cho em yếm này, yếm cho em, à quên quần suông này, quần suông cho em nhá. Quần suông là em sẽ có size cho bé là từ 20 cân tới 55 cân cho em quần suông nhé mọi người nhá. Quần suông cho em giá là 109.000 đồng luôn cho em nhá. Đấy 109.000 đồng lên cho em ạ. Đây là quần suông này, rất là đẹp luôn nhá. Cái này là quần suông, họa tiết trên quần nhớ là ngẫu nhiên nhá. Họa tiết trên quần nhớ là ngẫu nhiên cho em 109.000 suông dài nha mọi người nhá. Áo lẻ bé gái này. Rồi có bây giờ lên này. Lên em lên em tặng cho mấy cái áo này. Nó nóng nóng cái kiểu chi á mọi người. Lên. Chị ra mà chị nóng lắm kìa. Chị nóng lên lưng lắm rồi. Ô, không được, em bật đi lại cho chị coi. Số máy là số nhỏ nhất á. Một rồi. Được. Nóng chết rồi. Rồi ok nha. Áo thì chị có áo sơ mi thôi mọi người ơi. Em có áo sơ mi thôi chứ không có áo gì cả. Đây em sale hàng lẻ size này. Đây bắt đầu sale hàng lẻ size tiếp nha. Đây bắt đầu nhiều hàng lẻ size lắm này. Anh chị bảy chị đã nhận được hàng chưa không biết. Đấy, lên cho em còn có mấy cái nữa đúng không? 6 không. Rồi lên cho em váy số cao cấp cho em này. 01 nha, váy đỏ bao nhiêu? Váy đỏ này à chị, váy đỏ này đúng không? Đợi em tí nhá. Rồi lên cho em này mã số 01 cho em size 20 cân tới 25 cân cho em váy số cao cấp này. Đây váy số cao cấp cho em mã số lên cho em sẽ là 01, cách số điện thoại, cách cân nặng em có đơn nhá mọi người nhá. Váy số cho em với giá là 59.000. Đấy em tặng, hôm nay em tặng có 4 cái thôi, tặng 59.000 nhá mọi người nhá. Bình thường hôm qua em vẫn bán 99.000 nhá mọi người, hôm nay còn 4 cái 20 cân tới 25 cân nhưng mà tầm 5 tới 8 tuổi mang vừa. 59.000 tặng đầu like nhá, chị nào nhanh tay thì được này. Cái váy này đẹp lắm. Em thề luôn em còn không lấy được váy này để làm luôn mọi người. Nó là dạng xốp cao cấp rất là mềm luôn và có lót bên trong. 59.000 đồng chốt cho em mã là 01 là ok nhá. 01 cách số điện thoại, cách cân nặng em có đơn nhá. 01 59.000 đồng cho em. Ok mọi người nha. Mẹ nào lấy 01 cho 01 cách số điện thoại em có đơn mọi người nha. 01 59.000 đồng cho em mọi người nhá. 59.000 đồng cho em đúng rồi. Chấm bài luôn liên tục lên cho em với nào mọi người nhá. 59.000 này, 20 cân đến 25 cân cho em này. 59.000 này. Trắng không là trắng. Không ổn. Ôi trời ơi, ôi là trời. To quá trời ông ơi. Số tiếp theo nha. À váy đỏ đem lên váy đỏ tiếp này. Rồi các chị ơi lên cân nặng em với mọi người nhá. Nếu lên cân nặng đi em với 502 này. Cái này còn có 2-3 cái này. 59.001 được tiếp. Số 10 luôn. Số 10 luôn này. Ê, còn số 10 nữa à. 6 số 10 này. 20 cân và size 35 cân. Hai cái số 10. Rồi cái này lên cho em 20 cân và 35 cân cho em. Mã này lên cho em sẽ là 02 này. À, em tặng cái này 39.000 thôi nhá, nhanh tay này. 39.002, 20 cân và 35 cân có 4 cái. Đấy, nhanh tay này. 39.000 đồng cho em váy nơ ngực, mã số cho em sẽ là 02 đi. Mọi người nhá. Đấy 02 này, chị nào lấy 02 chốt 02 cho em 39.000 này. Đó 02, 20 cân và size 35 cân nhá. Em có 4 cái thôi mọi người, nhanh tay nhá. Chất tơ mềm 02 cho em. Còn zin ngố không có rồi bác ơi. Zin ngố không có rồi. Nhá mọi người nhá. Rồi mẹ nào em thử nhân ra xem cho chị xem là 370 nhân với lại 40 là bằng mấy đó nhỉ? Là con Trúc Ly nó đang nợ mấy đó? 370 nhân 40 cái đợt đơn vừa rồi đó. Mấy mấy triệu. Ok 02 nhá. 14.800. Quá nhiều nhỉ. Nhiều phết đó. 02 49 à 39.000. 02 39.000 nha mọi người, 20 cân và 50 cân. À quên, 20 cân và 35 cân cho em này. 20 cân và 35 cân cho em 02 này. À, cái này là đang dồn ở đây đúng không? Cái này là đang dồn. Ừ, chẳng đây không có số hả? Ừ. Rồi, bây giờ em sẽ bán cái này.
kem tặng này, đầy bộ nha. Đây 150. Đây bộ này lên cho em 20 cân và 35 cân cho em đi nha mọi người nhá. Đây, tiếp cho em này, 17 đến 20 cân cho em này, 20 cân nha mọi người xinh nhỉ. Rồi cái này lên cho em bộ này nhá, 20 cân 4 tuổi này, 03 nhá. Cái bộ này lên cho em có đúng 2 bộ này, 20 cân và size 35 cân cho em nhá mọi người. Mã số cho em là 0 mấy em? 03 đúng không? 03 bộ này em tặng 69.000 luôn nhá. 69.003 này. Đấy, bộ da cá đấy mọi người nhá. Đây là hàng da cá, hàng thể thao đấy mọi người ạ. 03 17 đến 20 cân và size 35 cân nha mọi người nhá. 17 đến 20 cân thì là tầm 4 đến 5 tuổi, size 35 cân thì tầm 8 đến 9 tuổi, 7 đến 9 tuổi mặc được cho em nhá mọi người. Đó rồi mẹ nào đấy thì chốt cho em là 03 này. Em xe toàn hàng lẻ size thôi mọi người, chấm bài lên đi nhá. Chia sẻ like cho em với nhá. Vì là nhiều lẻ size lắm mọi người ạ. Đây này, cứ bán một mã xong rồi nó sẽ chật lại tầm vài bộ á. Em dọn kho luôn nhá. 03 kèm cân nặng nha mọi người nha. Đấy 03 này. Chỉ khoảnh khắc mà đặt được hàng là phải đi thêm sản phẩm và phải nghe điện thoại nhá. Không nghe điện thoại là bên em xả đơn đấy. Chị hai lần xả đơn cho chị rồi đấy. Đây cái nhung này em xả luôn. Đây. Em lên cho em một con nhung này em tặng luôn này. Đây cái này có duy nhất một cái này nhá. Duy nhất một cái này 20 cân cho em này. Đây. Đẹp nhỉ. Ui xinh quá. Đây nhá, em tặng luôn này. Cái này là hàng mà đây cái này là size bao nhiêu cân này? Size 15 đến 20 cân đi mọi người nhá. Cái này là 15 đến 20 cân, 4 đến 6 tuổi mang vừa cho em con này này. Cái này là nhập vào cái mã nhung kim sao hoặc là nhung gì được nhá. Từ từ xem hết pin à. Từ từ đã mọi người, hết pin rồi. Đây mã này em tặng luôn cho các chị này. 80.000 một cái váy này nhá. 80.000 đồng cho em nhung cao cấp rất là mềm nhá mọi người. Nhung này. Có một cái duy nhất, một cái. À bộ có hai bộ. Có hai bộ thôi. 35 cân và 20 cân có hai bộ thôi. 04 đúng không? 04 80.000 cho em nhá. 04 80.000 size 15 đến 20 cân cho em, 80.000 cho em 04 này. Nhá, váy nhung cao cấp đấy mọi người, nó mềm lắm. Ở phần trên này nó sẽ là nỉ này. Đó, đẹp lắm mọi người nhá. Có một cái duy nhất cho em 80.000. Và bây giờ em đang bán 130.500 đấy. 04 đúng không? Váy nhung của em sẽ là 04 nhá. 04 80.000 đồng cho em này, một cái duy nhất. Ơ túi vừa cái đâu rồi? 04 nhá, 80.000 đồng cho em. Mã số tiếp theo này chia sẻ like đi em với đi. 04 nhá. Hoa Lê à, có nhân viên gọi chốt đơn cho chị, có nhân viên gọi chốt đơn chưa? 04 kèm cân nặng, các chị lên cân nặng em không chốt đâu mọi người. Đây tiếp một cái duy nhất. Ô cái này là cái à, cái này là trơn này, cái này trơn này. Đây cái này lại trơn này. 05 trơn này. Đây cái này là bên đây nhá. Đây cái này là khâu trơn nhá mọi người nhá, trơn luôn này. 05 dài tay trâu này, cũng 15 đến 20 cân cho em, 4 đến 5 tuổi này. 15 đến 20 cân, 4 đến 5 tuổi cho em 05 nhá, bèo này. Đây cái này là bèo cho em 05 này, em cũng tặng luôn nhá. Cái này thôi sale 70.000 thì cái này không có bèo. Cái này không có bèo trắng, không có phối. 70.000 cho em 05 này, một cái duy nhất 15 cân đến 20 cân cho em 05 mọi người nhá. Đây 05 cho em này, đó 70.000 tay bồng dài nhá, chất là nhung mềm. Nha mọi người nhá, nhung nhà em rất là mềm luôn á. Chị nhận nhung rồi thì biết thôi nhá. 05 kèm cân nặng đi. 05 nhá mọi người nhá. Điện rồi thì đi đơn rồi chị Hoa Lê ạ. Đi rồi nhá. Em tự chốt nhá, mỗi cái có một cái thôi nhá. Cho em chị nào vừa thì chốt nhá. Các chị phải lên cân nặng cho em, không lên cân nặng em không chốt đâu nhá. Mã hàng cách cân nặng cho em đi. Tiếp này. Mã tiếp theo nhá. Đây, bộ này có cả đen và đỏ 15 cân. Đây bộ này em tặng luôn 15 cân này. Đây bộ này là bộ theo này, có cả đen và đỏ mọi người ạ. Đây nhá. Đây bộ này lên à không, 15 đến 20 cân cho em này. 15 đến 20 cân hàng da cá nhá mọi người. Cái này nhà em là không phải hàng thun mỏng đâu nhá. Nhà em bộ nhà em là hoàn toàn đều là hàng da cá hết. Hàng nỉ da cá ấy, mọi người, nó dày dặn và form nó rất là dày đấy nhá. Đẹp lắm. Hàng da cá này mã này lên là 06 à. 06 em tặng bộ này 50.000 luôn này. 15 cân đến 20 cân cho em 3 đến có cả màu đỏ này. Không chọn màu nhá. 15 đến 20 cân 3 đến 4 tuổi thôi. Cái này chốt 3 đến 4 tuổi thôi nhá. 3 đến 5 tuổi đi. Đây, đúng là cả đỏ này. 3 đến 5 tuổi cho em nhá. 06 à. 06 50.000 luôn nhá. Nhanh tay 06 50.000 đồng một bộ này. Chia sẻ like cho em đi. 06 nhá. 06 50.000 15 cân đến 20 cân cho em này. 3 đến 5 tuổi cho em 06 này. 3 đến 5 tuổi cho em 06. Cách số điện thoại cho em là có đơn nhá mọi người. 06 cách số điện thoại em có đơn nhá.
06. Hẹn ở đấy 06 chốt 06 cách số điện thoại cho em 50.000 nhá. 06 mọi người nhá. Em tự em bỏ này. 06 này. Em ghi chưa? Rồi ghi chốt đi. Ghi chốt đi. 06 50.000. Ở đây không còn từ bóng kính à? Đây có hai bộ nhét vào chung một túi là tí tách ra nha. Có một cái quần nỉ này. Đây có một cái quần nỉ này. Đây quần nỉ này là của bé trai mọi người ơi. Cái này là người ta gửi mẫu về cho em đây này. Cái này là quần nỉ này em tặng luôn này. Cái này phải size 40 cân đấy nhỉ. Đây cái này phải là 45 cân đấy mọi người, cái quần này nhá, em sale này 45 cân em tặng luôn 50.000 luôn này. Đây 45 cân cho em nỉ da cá nhá, chất nó đanh mà đẹp lắm. Cái này hàng tàu đấy. 45 cân cho em, cái này là nỉ dài hàng 45 cân nhá. 45 cân em phải cao tầm 1m. Cao tầm 1m55 quay đầu nha mọi người nhá. 1m55 quay đầu 45 cân, 45 50 cân và 1m55 cho em nhá mọi người. Quần này lên cho em là 50.000 luôn nhá, không mấy đó. 07 này có một cái duy nhất thôi. Người ta gửi về để cho em xem chất vải ấy. Nên nó lại lẻ ở đây. 07 50.000. Em ghi đi. Tiếp này, mã số tiếp theo này 07 50.000 á. Mới gọi hồi tối là đi đâu rồi. Trời ơi bây giờ trưa rồi gì. Gọi hồi tối thì trưa rồi. Tận gốc là ai comment đấy, lên tiếng này nào. Con Dương hoặc là con Hưng hoặc con Hoa. Cái bộ này sale luôn. Em xem hai xem. Con Dương đúng không? Đây lên tiếp cho em bộ này mã số là XL này. Lên tiếp nha. Để cái đấy xem đứa nào nó chốt. Đây bộ này rất là đẹp luôn. Ui bộ này để cho con trai một bộ này. Đẹp chua này. Đẹp thế này. Đây cái này lên cho em bộ này là 20 cân nhá mọi người nhá. 20-22 cân đó. Đây ui xinh đấy. Ui không lấy cho thằng Bi mặc này. Mặc quần hơi dài. 20-23 cân mọi người nhá. Đây bộ này lên cho em này có nó cả đen và ghi mọi người ạ. Có cả đen và ghi nhá. 20 đến có cả 4XL ốc ạ. 20-25 cân với lại size 35 cân. Đây 20-25 cân và size 30-35 cân mọi người nhá. Có cả màu ghi này, màu đen này, màu hồng này. Đây này màu ghi thì đây này. Đây là bộ đẹp lắm mọi người ạ. Ôi trời con nhà mình nhiều quần áo quá rồi chứ không. Ừ, xinh chưa? Đấy bộ này em tặng các mẹ luôn 60.000 một bộ này. 60.000 cho em hàng da cá mọi người nhá. 60.000 đồng cho em này. Có cả màu hồng á. Màu nâu này, màu hồng nữa này. Đây có cả màu hồng, màu nâu này, toàn màu đẹp thôi mọi người ơi. Cái này toàn màu đẹp thôi, 60.000 một bộ thôi nha. 60.000 một bộ nhá. Có cả 5X nhá. Có cả 5X thì bạn 40 cân nữa, 35 đến 40 cân và size nói chung là đủ size đi. 20 cân đến 40 cân cho em nhá. Đấy xinh chưa? Không chọn màu đâu mọi người ơi, không chọn màu nha mọi người, lên cân nặng đi nhá. Lên cân nặng cho em. Lên cân nặng cho em, ví dụ như bé gái thì comment màu hồng xem có trùng size thì vừa nhá mọi người nhá. Không có cái này thường thường bây giờ không chọn màu đấy. 60.000 em còn làm chả được ấy. Cái này toàn lẻ size, em lẻ size có mấy bộ đây này. Không mấy đây. Không mấy đây, 08 à? 08 nhá, 08 nhá. Vừa nói bao nhiêu tiền đấy? 60.000 à? Ui rẻ thế nhỉ. 60.000 một bộ nhá, 08 60.000 đồng cho em. Tiếp bán tiếp đấy. Thằng Sung với thằng Sung lại phải lấy em một bộ. Mặc cha nhiều quần áo lắm đi. Anh để cho chị bộ này. Để lấy thằng Tùng. Lấy thằng Tùng nhà. Thằng Tùng á. Ok mọi người nhá, 08 60.000 lấy cho thằng Tùng nhóm này. Lấy cho cháu. Trong đó này bộ. Đó đẹp.
60.000 cho em. Ủa bán bộ 60.000 cho em nhá. Tiếp. Tiếp rồi là tiếp luôn á. Tiếp này mã số tiếp theo cho em này. Đây chị sốt này vừa mới thấy này là sốt này. Thấy sốt cho em này mã số 07 này. Ủa cái này chất sốt này đẹp lắm này. Mã số tiếp theo này. Em mà kêu mấy rồi chị hết luôn. Mới về bỏ. 7x 7x là 25 đúng không? Đấy, có cả tà, có cả 10x ở đây này. Có đủ luôn. Đây cái này lên cho em là 20 cân tới. Đây cái này đó. Đây cái này là 20. À cái kia là kiểu cổ gì nhỉ? Cổ tròn và cái kia chung tay. Cái này cũng thế à. Rồi cái này lên cho em mã số này sẽ là bao nhiêu màu vàng chanh này. Cái màu gì? 20 cân tới bộ 20 cân tới 35 cân cho em này, 20 cân tới 35 cân cho em 50.000 nha mọi người nhá. 50.000 cho em này. Đây là cái váy tầng, đây cái giá của nó đây này. Giá nó đây này. Đây nhá, giá đây này. Mã số 09 nhá mọi người nhá. Đây chốt cho em sẽ là 09 50.000 cho em shop mềm này, 09 này. 09 50.000. Chia sẻ like em với đi. 09 50.000 đồng cho em nhá, 20 cân tới 35 cân cho em nha. 20 cân tới 35 cân cho em, chốt cho em là 09 cách số điện thoại cho em này, 50.000 đồng cho em nhá. Có một màu đây, cái này màu của nó là màu vàng chanh nhá mọi người nhá. Màu vàng chanh là chính mọi người ạ nhá. Hả? Nếu như chị nào mà sỉ ở trong này thì ra cọc thì em mới để cho nhá. Chị nào mà sỉ thì ra cọc đi. Hai chị Trang Trần store cọc sĩ à. Ai sĩ thì phải ra cọc em mới để, vì cái này hàng lẻ sai mà xả nó rẻ rồi á. Ai cọc trước em mới để cho này. Tiếp này. Tiếp theo nha. Đây, áo tách tân này. Tách tân còn nhiều không? Cái bộ này bán tặng luôn đi. Đây bộ này em xả luôn này, size gì đây? Rồi bộ này lên cho em size 15 cân tới 30 cân cho em này. 15 cân tới 30 cân cho em nhá mọi người nhá. Đầm bông là mã mấy? Ở sau em hả? Sau em hả? Đây em sale luôn nhá. Đây 15 cân tới 30 cân đây, họa tiếp theo nhá mọi người, cũng không chọn màu nhá mọi người nhá. Em có nhiều màu lắm, chất cũng là da cá nhá mọi người nhá. Em sale này bao nhiêu nhỉ? Sale 69.000 đồng một bộ luôn cho hết luôn đi nhá. 69.000 đồng cho hết luôn. Đó, 15 cân tới 30 cân đúng không? 69.000 đồng cho em chơi lớn luôn mẹ kiếp. Hôm nay em xả hết luôn. Xả hết các hàng lẻ lẻ luôn đi. 69.000 đồng đúng không? Chốt cho em mã số là 00 à bao nhiêu? 10 mã số 10 nhá mọi người. Mã số 10 cho em này. Đó. 10 này. Có nhiều màu lắm mọi người chứ không phải một màu đâu, nó có nhiều màu ấy. 15 cân tới 30 cân thì tầm 4 tuổi là mặc được này. 4 tuổi 30 cân tầm 8 tuổi quay lại, nói chung là 30 cân tầm 1m25 quay lại mọi người nhá. Mã số này là 10 cho em 69.000 đúng không? Đúng. 69.000 đồng cho em mã số 10, cách cân nặng nào không chọn màu nhá. 10 cách cân nặng, cách số điện thoại cho em này, 169.000 đồng một bộ cho em nhá mọi người. Rẻ quá, không mua hơi phí ấy, mọi người ơi, chất da cá đẹp lắm. Chị nào từng mua bộ da cá nhà em là tầm 150 một bộ rồi, các chị vào đây feedback chất cho em nhá. Bình thường là phải bán 130 một bộ ấy. Bây giờ xả có 69.000 nữa, giá mà không mua thì hơi phí. Mã số 10. Mẹ nào lấy 10 chốt 10 cách số điện thoại cho em 69.000 không chọn màu nhá. Họa tiết toàn bộ nó là theo hết mọi người nhá. Toàn bộ là theo 15 cân tới 30 cân cho em, chốt mã số là 10 giúp em đi. 10 cho em nha mọi người nhá. 10 cách số điện thoại cho em coi áo dài sau lưng. Cái này hả chị? Ok, cái đấy cũng hết rồi, cũng xả luôn. Mã số 10 cho em nhá. 10 cách số điện thoại đi. 69.000 đồng cho em mọi người nhá. Mã số 10 69.000 nhá. 69.000 đồng một bộ mã số 10, cách số điện thoại cho em có đơn này. Bộ tiếp này. Lên tiếp cho em bộ này cả trai cả gái mang được. Mã số tiếp theo 11 này. Đấy cái này em cũng sale, đây cái này còn size 35 cân. Mã số tiếp theo nhá, nghe nhỏ. Thấy chị khoa trần thấy mọi người. Nghe nhỏ mọi người, sao em nói to đấy chứ. Các chị nghe rõ không? Mã số tiếp theo này 11 này. À đây hết, cái này em lên đầm bông ở sau cho nhá. Mã số 11 cho em này. Đây cái này chốt cho em mã số này là 11 cho em nhá. Size cho bé là từ 15, em ấy cái này 35 cân đúng không? 35 cân, 15 cân tới 35 cân cho em bộ này nha. Em cũng sale 69.000 luôn này. 69.000 đồng chốt cho em mã số là 11, cách số điện thoại em có đơn này.
11-69 nghìn đồng cho em mọi người nhá. Đây bộ clean này em cũng sale luôn, 69 nghìn họa tiết toàn bộ là theo hết mọi người nhá. Cái này bộ này bé trai bé gái đều mang được cho em nhé mọi người. Còn nón ở sau này chất đều là da cá hết nhá. Còn nón này 69 nghìn đồng chốt cho em mã là 11 giúp em. Đó 11 giúp em nhá. 15 cân tới 35 cân cho em nhé mọi người. 69 nghìn đồng một bộ cho em nhé mọi người nhá. Đẹp nhờ, chất đẹp quá. 69 nghìn đồng cho em nhá. 69 nghìn chốt mã cho em là 11, cách số điện thoại cách cân nặng em có đơn nhá. 11 cách số điện thoại cách cân nặng em có đơn, 69 nghìn đồng cho em nha mọi người nhá. 69 nghìn đồng cho em. Đấy, 69 nghìn đồng cho em. 11, đúng rồi, chốt lại là 11, 15 cân tới 35 cân em có sai nha. 15 cân tới 35 cân em có sai, đúng rồi, 69 nghìn đồng giúp em nhá. Đó, mẹ nào lấy 11 thì chốt 11 giúp em nha mọi người. Đấy, 69 nghìn đồng cho em nhá. Rất là đẹp luôn nhá. Huế Kim lên số điện thoại ạ. Huế Kim lên số điện thoại nào, Huế Kim lên số điện thoại nhá. Nhanh tay này, cơ hội có một, một trong hai một. Đúng là bình thường em không bán các cái bộ này 69 nghìn đâu đó mọi người, em là thật luôn ấy, nhập còn chả được. Mà bây giờ em xả 69 nghìn em tiếc lắm á. Size 15 cân tới 35 cân cho em 69 nghìn em xả nhanh cho nhá. 69 nghìn nhanh tay này, chia sẻ like nhá. Tang bạn bè vào mua này, đó. Nên là phải lan tỏa cái này đến bạn bè mua. Chất đẹp lắm mọi người, kiểm hàng thoải mái cho em nhá mọi người nhá. 69 nghìn nhá mọi người. 69 nghìn chốt mã cho em là 11 đi nhá. 11 xá 69 nghìn nha mọi người nhá. 69 nghìn đồng cho em. Đẹp nhở. 15 cân tới 35 cân bộ này. Đấy em còn nhiều bộ lắm mọi người. Em còn rất rất nhiều bộ luôn. Mà hàng lẻ size còn rất nhiều. Đây đợi tiếp này. Váy hồng này hả chị? Đây váy hồng này thì váy hồng này. Đây váy hồng hôm nay em cũng bán tặng nhá. Váy hồng này, mã số 12 đi. Cái này chốt tiếp cho em mã số là 12 cho em này. Hoa nhá, em sẽ có size cho bé là từ 20 cân tới 38 cân cho em váy hoa này, lên cho em mã số 12 này. 12 cho em nhá, tri ân với giá là 109 nghìn đồng cho em nhá. 109 nghìn đồng cho em váy hoa 20 cân tới 38 cân cho em. Đó, váy hoa chốt cho em mã số là 12 cho em màu vàng này, 12 màu hồng này. Chất liệu là sẽ là thô boy nhá mọi người nhá. Đấy, chất liệu là thô boy cho em mã số là 12. Thấy chị anh Lê, mọi người ơi chia sẻ like đi mọi người nhá, để không bị ấn comment. Em thấy mọi người đấy, mọi người cứ chia sẻ like cho em đi nhá mọi người. Chia sẻ like là sẽ không bị ấn comment đâu mọi người. 12 nhá, 12 109 nghìn đồng cho em mã số 12 này. 20 cân size đại nhá, 20 cân nhà em là từ 5 tuổi trở lên mới mang được ấy. Bé hơn là mặc nó sẽ dài ấy nhá. Nhà em phong to hết nào. 20 cân tới 38 cân thì ít nhất là phải cao 1m40-45 quay đầu cho em. Váy này mang vừa 109 nghìn. Ở ngoài đang bán 180-200 đấy. 109 nghìn chốt mã cho em là 12, cách số điện thoại em có đơn nhá. 12 109 nghìn hồng vàng này. Đây, cái này hôm nay em cũng hết rồi đây này. Cách tân đó hả? Đây, đây em lên cả cách tân cả đủ thứ luôn nhá. Có nhiều thứ để sale lắm. Nhiều thứ để sale lắm. Đây, ui, tặng cái máy này luôn. Đây, cái máy này đó. Cái chấm đi nâu này hết chưa? Cái chấm đi nâu này hết chưa? Nâu mà. Cái váy này xinh này, có mẹ nào có size bé thì lấy luôn này. Cái này chất này đẹp lắm. Mã số 13, 15 đến 20 cân. Ống loe có 45 cân, trời ơi có nhá. Rồi, tiếp cho em mã này lên là 13 này. 13 cho em nhá mọi người. Mã này cho em sẽ là 13 này. Em có size cho bé là từ 13 cân tới 20 cân cho em nhá. Em tặng này 49 nghìn một chiếc thôi nhá. 49 nghìn đồng chốt cho em mã này sẽ là 13 giúp em này. 13 cân tới 20 cân, 3 tới 5 tuổi mang vừa nha mọi người nhá. 3 tới 5 tuổi mang vừa, rồi chuẩn bị lại lên bộ tiếp nhá. Để cho nó soạn size cái nào. 3 tới 5 tuổi mang vừa chốt cho em mã số này sẽ là 13 cho em này. Đó 13 49 nghìn đồng cho em, chất boy mềm, nó không nhăn nhá mọi người nhá. Cái này sẽ không nhăn, 49 nghìn đồng một chiếc cho em. 13 cách số điện thoại cho em nhá mọi người. 13 cách số điện thoại cách cân nặng. Đúng rồi, cái này phải lên cân nặng luôn. 13 cách số điện thoại cách cân nặng cho em 49 nghìn đồng cho em nha mọi người nhá. 49 nghìn này. Rồi lên tiếp bộ tiếp này. Bộ tiếp nha. À, cái chân nhau cũ này đang còn ít thôi đúng không? Đây, ui sổ ơi, tặng luôn. Cái này đang còn ở đằng ở đấy có một tí nữa thôi đúng không? Đây, bộ này. Size đi em 15 đến 20 cân à. Tiếp nha, 14 này, bộ này. Bộ đỏ nhiêu chị làm là cái này à? Váy này à chị, váy này hả? Ok, để lên luôn, đợi em tí nha. Mã số tiếp cho em là 14 này, hết cái này em lên luôn. Ống đứng quần em có nhiều quần các chị ơi, các chị mà muốn lên quần thì báo em nhá. Mã số 14 này em sẽ có size cho bé là từ 15 cân tới 20 cân nhá, 4 đến 5 tuổi mang vừa. Đấy 15 cân đến 20 cân cho em bộ Chanel toàn bộ là thêu luôn nhá, em tặng 60.000 một bộ nhá. 60.000 một bộ. 15 cân tới 20 cân cho em đều là hàng da cá hết nha mọi người nhá. Nhà em không phải là chất dở mà chất mặc xù đâu nha mọi người. Nhà em là da cá tàu, giặt thoải mái và không bay không xù. Đấy chị nào mà giặt mà bị xù là đến đây em hoàn tiền luôn đấy nhá.
Mã số cái này em có mấy bộ thôi nhá, 60.000, 60.000 một bộ luôn. Mã số cho em sẽ là 16 nhá, 16 đúng không? 16 cách số điện thoại em có đơn nha mọi người nhá. 16 cách số điện thoại mấy mấy nhá? 14 chứ. Mã số là 14, 60.000. 15 cân tới 20 cân em có size nhá mọi người nhá. 14 cách số điện thoại em có đơn. Chân váy với chân váy jean cho xem quần với yếm đi shop. Chị thì thích quần, chị thì thích bộ. Ok, em lên sale hết bộ, em sale một ít bộ nữa xong em sang quần nhá. 60.000 đồng cho em hoàn toàn là theo hết mọi người nhá, có 60.000 bộ. 15 cân tới 20 cân em có size này. Đó, 15 cân tới 20 cân em nhập nhá. Ngày trước em làm ở xưởng là 120.000 một bộ đấy mọi người. Này chất đẹp lắm. Nha mọi người, nó có nhiều loại hàng lắm chứ không phải là bộ nào giống bộ nào đâu. 14 nhá mọi người nhá. Đấy, cho chị lấy hết à. Rồi cho chị Nguyễn Linh một bộ. Nguyễn Linh lên cân nặng đi nào. Nguyễn Linh lên cân nặng với lại Trang Trần cho hết này. Đó, cái này phải tầm khoảng 10 bộ đó. Ngay bên kho thấy còn 10 bộ. 60.000 bộ. Đây cái váy nhung này hết à? Cái váy nhung này hết rồi đúng không? Hay là để đây. Đã bóc hết chưa em? Bóc hết chưa? Tiếp nha, mã số tiếp theo này. À đây váy này hả? Đây em cũng hết rồi đây này. Làm sai đi em. À, đây cái này lên cho em. Đây cái này lên cho em là 40 cân tới 44 không, cái này là 35 cân tới à không 40 cân chứ nào. Phải 40 cân tới 50 cân cho em, váy này hết size nhỏ hết tinh rồi à? Không còn cái nào size nhỏ nữa à? Hết size nhỏ rồi, cái này em còn size lớn nha mọi người nhá. Tiếp này mã số bao nhiêu đây em? Không lấy màu hồng nha chị. Màu gì đấy? Cái này không được chọn màu mà, bộ vừa rồi không chọn màu mà. Nhá. Rồi tiếp cho em mã số 15 đi, 15 cho em nhá mọi người nhá. Em có size cho bé này, cái này sale nhá, sale đậm sâu luôn này. À, 40 cân tới 55 cân. Đấy, cái này em còn size to nhá, 40 cân tới 55 cân em tặng 109.000 một váy. 109.000 của em là nhung mềm và co giãn cho em nhá. Chị nào nhận cái váy nào dùng feedback cho em phát đi mọi người. Em còn có mấy cái, còn tầm nói chung phải tầm 20 cái size to đấy. Đây này. Đây nhá mọi người, đây này. Đó có lót nhá mọi người nhá. Nhung của em là có lót là chất nó sẽ giãn nhẹ. Nha mọi người, tiếp lên cho em bạn này là 15 đi, 15 có 109.000 một váy thôi nhá. 109.000 mà size 40 cân tới 55 cân em có size. Nói chung là 35 cân tới 55 cân em có size mọi người nhá. Đấy, này cái này của em là dáng suông nên là mặc nó sẽ mặc không ôm. Nói chung là đừng có mặc ôm quá thì nó bị khó chịu ấy mọi người. Mặc cứ hơi rộng một xíu ra cho nó dễ thở. 15 cách số điện thoại cho em nhá. 15 cách số điện thoại cho em nhá mọi người, quần sọc có 15 đen đỏ này, 15 đen đỏ cho em nhá. 15 đen đỏ cho em. Với giá là 109.000 nhá mọi người. Mã số 15 cho em này. À. 15 nhá. 109.000 đồng cho em. Bố chưa? Thế nào ngã xe đâu? Có quần sọc đây chị ơi, quần sọc đây. Quần sọc có mà. Tiếp này mã số 16 cho em, sọc jean đây. Nhá, sọc jean của em này. Thế nào bị ngã xe ra đổi cho nó cái kìa. Đây này. Mã số 16 này, tiếp này. Đây lên tiếp cho em là 16 là quần sọc jean. Sọc jean co giãn 4 chiều nhá mọi người nhá. Lại làm chỉ số thì cái nhanh lên rồi. Mã số 16 đây. Có gì nấu lên 16 cho em. Mấy? Size cho bé là từ 15 cân tới 15 cân tới 45 cân cho em sọc jean này. 75.000 một chiếc nhá. 75.000 đồng một chiếc sọc jean cho em này. Nếu như mà chị nào ở trong đây xỉ thì quần này sẽ bớt thêm nhá mọi người nhá. Quần là sẽ giảm. Rồi ok, mã số này lên cho em, sọc jean là mã số là 16. 16 đúng không? 16 75.000. 16 75.000 đồng cho em nhá. Có size cho bé là từ 15 cân tới 45 cân điền. Nhà em là phong toàn phong đại hết mọi người ạ. 15 cân thì cũng phải 4 tuổi trở lên cho bé tới 45 cân. 45 cân nhà em cao là được 1m45 quay đầu cho em nhá. Co giãn 4 chiều luôn. Đây quần nhà em nó giống cái quần cốt tông ấy mọi người, mặc sướng lắm. Đây này. Chất rất là mềm. Ừ. Váy đỏ là 109, rẻ nhờ. Ôi trời ơi, bán cái váy đỏ có 109.000 rẻ ơi là rẻ luôn á. Ok nha, mã số này cho em không có đồ bé trai đâu mọi người. Rồi mã số là 16 đây, 16 75.000 đồng cho em nhá. 16 75.000 đồng cho em mọi người nhá. Đây là quần đùi nhá. Quần sóc đùi mã số 16 75.000 đồng cho em này. Đó xinh chưa? Váy đỏ có 109.000 thôi, hôm nay sale có 109.000 thôi mọi người ạ. Có 109.000 này nhanh tay và còn ít lắm. Nhá, váy này em đang bán rất là kinh khủng luôn mà bây giờ còn ít thôi, sale trả bán lại nữa. Bán lại kiểu nhiều shop người ta bán rồi ấy, mình không thích bán lại nữa. Đây cái này size là 40 cân tới 55 cân cho em nhá. 40 cân tới 55 cân có 109.000.
109.000 đồng cho em váy, váy đỏ và váy nhơ, váy đen này. Đó, 109.000 đồng chốt cho em mã số sẽ là 15. Cái này chốt cho em là 15 nhé mọi người nhé. 15 cho em nhé. Cách tân hả? Ok. Đây, cách tân em còn ít cho mọi người ơi. Cái cách tân này em hết nữa rồi mọi người. Thì Phương Trúc lấy váy đỏ lên số thoại cho em. Phương Trúc lên số điện thoại kìa. Phương Trúc lên số điện thoại cho em. Có chứ, váy đỏ cao, váy đỏ nhá, cao từ 1m40 cân, cao từ 1m4 cho bé tới 55 cân, cao 1m55 quay đầu đấy. Đấy là cả size cả mẹ và bé luôn đó mọi người nhá. Đến 1m55 cơ mà, em còn mặc vừa. Rồi ok nha mọi người nhá. Tiếp này. Quần jean chị đang cầm mấy, mã mấy? Chị cứ ghi là sọc jean đi nhá, cứ ghi là sọc jean là được. Váy đỏ 55 cân người lớn, đúng rồi, người lớn mang được đấy tình yêu ơi. Người lớn mang được là của cả mẹ và bé mà. An Trần Thị lên số điện thoại cho em ạ. An Trần Thị lên số điện thoại kìa. Cách tân đọc mã này 17. Cách tân cho em mã 17 cho em, cách tân em có size là 13 cân tới 20 cân cho em cách tân nhá. Còn một ít thôi em sale các mẹ luôn với giá là 129.000 một set. 129.000 nha mọi người nhá, chất liệu là nhung mềm. Đấy, cách tân này. Cách tân này, Mi Ngọc. Mi Ngọc có số điện thoại chưa? Bảy đỏ nha em. Khương Thu lên số điện thoại chưa? Rồi các mẹ. Lan Trần Thị lên số điện thoại kìa. Các mẹ ơi lên số điện thoại đi để em không phải nhắc số điện thoại nha. Đây cái này quần đây là cái cách tân của em, nó là chân váy đó, tơ kính và có hai lớp mọi người nhá. Đây của em sẽ là hai lớp chứ không phải hàng một lớp đâu mọi người nha. Đây của em này thấy hàng hai lớp liền, đây hàng xịn đó mọi người. Bình thường ở bên ngoài là phải bán gần 300 một set này đấy nha. Hoa cuộn này. Đây hoa cuộn này. Đấy, mã số là 17 cho em có 129.000 thôi và 15 cân tới 20, 13 cân tới 20 cân. Con gái nhà em mặc một set đẹp lắm. Con gái mà nhà em á mặc một set đẹp cực luôn á. 15 cân tới 20 cân cho em với giá 129.000 thôi nha. 129.000 đồng cho em nha. Váy hoa hả? Đây váy hoa đây. Váy hoa là mã bao nhiêu đây? 12. Mã số 12 này, không có 30 ký đâu. Bộ á, à bộ thì có của hàng trai, có chứ. Quên đi, chị đang hỏi em đang cái gì, cái bộ, cái quần, lúc nãy chị hỏi có bé trai không, em tưởng hỏi quần thì không có bé trai nhá, quần bé gái. Rồi ok nhá mọi người, không có 30-35 ký cách tân rồi. Cách tân nhà em toàn size, còn size đúng size 20 cân thôi mọi người, còn có một ít đấy thôi nên em sale luôn và em nghĩ bán cách tân luôn á. Rồi tiếp lên cho em mã này sẽ là 12 nhá. Em có size cho bé là từ 20 cân tới 38 cân cho em váy hoa này. Chất liệu của em sẽ là thô boy mềm, không nhăn không nhầu nhá, có phối bèo rất là xinh này. 20 cân phải 5 tuổi mới mang vừa nhá. Giá tri ân là 109.000 đồng cho em. 109.000 đồng cho em nha mọi người nhá. Màu hồng và màu vàng cho em này. Đó 109.000 đồng cho em. Chốt cho em mã số này sẽ là 12 cách số điện thoại cho em nhá mọi người. 12 màu hồng, 12 màu vàng cho em nha. 12 màu hồng, 12 màu vàng cho em. 109.000 đồng cho em đi nhá. Đó, rất là xinh luôn. 109.000 chốt mã cho em là 12 cách số điện thoại, em có đơn mọi người nhá. Hồng vàng. Đây lên tiếp cho em một cái chân váy này. Đây cái chân váy này xinh xịn lắm, xinh xinh lắm mọi người ơi. Tiếp nha. Đây chân váy jean này, xinh cực luôn á. Mã số tiếp theo cho em sẽ là 17. Đúng không? Chân váy jean nha. Chân váy jean cho em này. Đấy, chân váy jean cho em này, mã số cho em là 17 cho em này, chân váy jean nhá. Hôm nay là nó về cái gì ta? Nó về váy hoa thêm bên dây. Về quần bò. Lấy gì cũng biết. 10 à? Không. Đây là mười mấy nhỉ? 17. 17 đây chứ chị Mi Ngọc có men size sao ấy. Rồi tiếp lên cho em mã số là 17 cho em chân váy jean này. Đây chân váy jean nhá, chân váy jean có quần bên trong đấy mọi người ạ. Size cho bé là từ 15 cân tới 45 cân liền. Chân váy jean cho em với giá là 85.000 một chiếc thôi nhá. 85.000 đồng một chiếc chốt cho em chân váy jean, mã số sẽ là 17 cách số điện thoại này. Em xem chị Mi Ngọc chị comment size sao ấy. Em in nó diễn rồi. Rồi ok nhá, áo sơ mi có 28 cân. Đây em lên chân váy trước, chân váy em bán trước nha, chân váy rời và áo sơ mi rời em bán rời vì là hai cái này nó gồm một cái là 99.000 áo sơ mi, còn đây là 85.000 chân váy nên là em tách sang hai mã nha. Bán cả set thì em sợ mọi người sợ nhiều tiền thì mọi người không mua ấy nên là em tách sang hai mã luôn. Chân váy của em sẽ là 17 cho em có 85.000 một cái chân váy này thôi nha. 85.000 chất rất là mềm, giãn cho em và có quần bảo hộ bên trong cho con rồi. Nha mọi người lưu ý nhá. Đấy cạp chun mềm này. Đấy nhá, size 15 cân tới 45 cân cho em chân váy jean 85.000 đồng một chiếc. Chốt mã cho em là 17 cách số điện thoại là chân váy nhá.
17. Chị nhớ 17 chị vừa lên cái chi thôi mà. 16, 75 chị. Rồi ok mọi người nhá. Rồi ai lấy chân váy chốt chân váy cho em là mã 17, cách số điện thoại cho em 17 các chị ơi. À, Minh Nguyệt nhá, mã số 17 cho em chân váy 85.000 một chiếc nha mọi người ạ nhá. 85.000 đồng cho em áo sơ mi. Bật thì lạnh. Không bật thì nóng. Ok nha, chân váy 85.000 nha mọi người nhá, chân váy jean là mã số 17 cho em 85.000 đồng cho em này. Đó đẹp chưa? Nó đẹp lắm mọi người ạ, có túi này. Họa tiết của em sẽ là thêu này. Đây cái này của em có nhiều hình thêu đấy mọi người, có nhiều hình khác nhau nhá, rất là xinh luôn. 85.000 đồng chốt cho em mã số là 17, cách số điện thoại em có đơn 85.000 cho em nhá. Rồi lên tiếp cho em mã số tiếp theo là áo luôn này. Áo nha. Áo này em có size em định chơi. Tại mà hôm qua bán giá khác mà hôm nay áo mà bán giảm là chết đó. Nhờ khách kiện chết. Nhờ. Hay là có giảm không? Đây tri ân này, tri ân nhá. Ok, rồi lên áo sơ mi cho em này. Đấy, bán rẻ hơn hôm qua nha. Lên áo sơ mi em có size 20 cân tới 55 cân cho em nhá mọi người. Bao gồm cả mẹ và bé đều mặc được. Đấy, áo sơ mi cho em bán tặng này 99.000 đồng cho em, 99.000 đồng nha mọi người nhá. Trong này nếu như sỉ mà đặt áo và chân váy thì em vẫn là có giá sỉ riêng mọi người nhá. Đấy, có giá sỉ riêng chứ không phải là đây là giá sỉ của khách sỉ nữa đâu nha. Đây là giá bán lẻ nha mọi người. Rồi, chốt cho em là 18 là áo sơ mi đi. À, không cần đọc chốt đơn đâu các mẹ ạ. Bây giờ tiên tiến rồi. Bây giờ là các chị comment cái gì là in ra, in là bên em có phần hệ thống á, in bằng máy tính là in hết cái này ra không cần đọc. Mọi người nhá. À, chiều là sẽ có nhân viên gọi chốt đơn nên mọi người yên tâm đi nhá. Rồi, chốt cho em áo này 20 cân tới 55 cân liền mọi người, cổ ren cao cấp này. Và em có rất là nhiều loại cổ len mọi người, cổ ren mọi người nhá. Đây em đưa cho các chị một kiểu khác này, nhiều kiểu lắm. À, bán tặng cho em với giá là 99.000 đồng một áo cho em nhá mọi người nhá. 99.000 đồng một áo, chất bao mềm luôn. Em thề các mẹ mà nhận cái áo này các chị phê, các chị phải quay lại để mua thêm ấy mọi người. Nhìn cái cổ ren của em này, một đợt em đã bán áo sơ mi này rồi là với giá là 139.000, là mẹ nào đã mua rồi thì biết cái chất của em đẹp như thế nào rồi nhá. Đây lần này cái chất nó còn đẹp hơn ấy, nó còn đẹp hơn nhá, và cổ ren nó rất là xịn luôn. 99.000 thôi nha. Áo sơ mi nhá mọi người nhá. Áo sơ mi chốt đã là 18. Sơ mi chốt là 18 nhá. Sơ mi 20 cân tới 55 cân bao gồm cả mẹ và bé đều mang được. Với giá chỉ có 99.000. Em thề các chị nhá, nói sai không có hai mặt con nhá. Em cũng mặc. Đấy cái áo này sơ mi này này, em cũng lấy em mặc một cái chứ không phải là em không mặc nha. Đấy nói sai là không có hai mặt con luôn ấy. Rồi đây cái này sơ mi nhá mọi người. Đấy nhá. Sơ mi 99.000 là mã số là 18, 20 cân tới 55 cân em có size. Sơ mi là mã 18 nhá. Sơ mi tay dài thì không có rồi chị ơi, mấy hôm nữa nhá. Còn chân váy là mã số 17 cho em, chân váy có 85.000 thôi ạ. Chân váy là 85.000, 15 cân tới 45 cân em có size. Chân váy mã số 17 giúp em nhá. Chân váy là mã số 17, còn áo sơ mi là 18. Nếu như lấy hai cái sơ mi thì em sẽ cho hai kiểu cổ khác nhau nha mọi người nhá. Đấy. Huy Phan số điện thoại giúp em nhá. Huy Phan lên số điện thoại này. Có em có con suông, em có con suông để em lên cho nhá. Rồi ok mọi người nhá. Ai lấy sơ mi thì chốt cho em là 18 nhá, 18 sơ mi này, 20 cân tới 55 cân em có size. 20 cân tới 55 cân em có size nhá. Áo sơ mi là 18, 99.000. Còn chân váy là mã số là 17 cho em. Chân váy là từ 15 cân tới 45 cân em có đủ size. Chân váy 85.000 đồng cho em nhá. Chân váy đen không có rồi. Chân váy đen không có rồi. Mọi người chấm bài liên tục lên cho em với nhá. Chấm bài tương tác thả tim thả la lên cho em với nhá. Ok mọi người nhá. À, mấy kiểu đó em. À sơ mi. Sơ mi có những tận 3 kiểu chị ơi, 3-4 kiểu liền á. 3-4 kiểu liền nhá chị nhá. Sơ mi em có 3-4 kiểu liền nhá mọi người. Đó sơ mi em có 3-4 kiểu cổ liền mọi người, nó khác nhau hoàn toàn đấy mọi người. Đây này. Đấy một loại là cổ hơi nhọn nhọn này, một loại lại cổ hơi tròn tròn này. Đấy, các chị thấy không ạ? Nó khác nhau đấy mọi người nhá. Đây này, cái này là tròn ren kiểu khác này. Đấy, nó khác nhau hoàn toàn. Cái này là ren kiểu lỗ này. Đó, có 3-4 kiểu liền nha mọi người nhá. Mẹ nào lấy thì cứ chốt cho em là sơ mi là 18, cách số điện thoại là được, có 99.000 một chiếc. Bình thường cái này bên ngoài phải bán tầm 200 đến 220 một chiếc. Đấy, các chị mà đi mua cái size to như thế này, chất liệu này thì là không có giá 99.000 nha mọi người nhá. Đây em là thật sự luôn. Cái gì đây? À. Sơ mi là 18, 99.000, còn chân váy là mã số 17 nhá. Chân váy của em là 85.000 thôi nhá các mẹ nhá. Chân váy là 17, 85.000. Trần Hiền lên số điện thoại ạ. Trần Hiền lên số điện thoại. Trần Huyền lên số điện thoại. Đấy các chị lấy 17, 18 cộng số điện thoại cho em là được nha mọi người nhá. Lấy cả set này thì là lên số điện thoại. Có quần bên trong rồi mọi người ạ nhá. Tiếp này mọi người nhá, qua mã này.
chia sẻ like em với. Ôi giời ơi. Cái áo sơ mi này em bán kinh lắm mọi người, bán nhiều lắm. Về không kịp bán luôn á, về không kịp luôn á. Ok, cách tân 21 cân có chị ơi. Cách tân của em là tầm 2 ở đâu nhỉ? Mình để cái set cách tân đâu nhỉ? Đây. Cách tân của em có 129 thì đang sale nè, sắp hết rồi nè. Cách tân đọc mã đi. Đây nhá, 13. 13 cân tới tầm 22 23 cân quay đầu mã số 19 cách tân đây này. Chị Hồng thu lên số điện thoại ạ. Cách tân 129 thì nhá, mã số là 19 của em, cách tân này, cách tân hoa này. Đấy, mã số là 19 nhá, 129.000, 13 cân tới 23 cân, nói chung là từ 3 tuổi tới 7 tuổi mang vừa cho em cách tân này. Nhung mềm nha mọi người nhá. Cái này con gái nha, em cũng mặc một set rất là đẹp. Cách tân 129.000 thôi nha. Chị gì đọc đi. Hồng Thu này và Trần Huyền. Hồng Thu, Trần Huyền này lại comment vào cái kia chứ. Chị Trần Huyền ơi, comment sang bên ngoài đi, đừng có trả lời comment mọi người ạ, không thấy được số điện thoại. Các chị comment ra bên ngoài giúp em nhá. Trần Huyền comment lại giúp em là số điện thoại nhá. Rồi ok, cách tân em chỉ còn size 22-23 ký thôi. Cách tân của em với giá là 129.000 nha mọi người nhá. Trời ơi, cái nhung này nó xuống cực này. Sờ xuống cực luôn đó mọi người ạ. Đấy này, mềm lắm mà có lót nhá. Con nhà em một mặc nó chỉ yên tâm được nhá mọi người. Rồi tiếp lên cho em này, mọi người tiếp này. Váy hồng sau lưng bao nhiêu? Váy hồng sau lưng 109.000 nha tình yêu nhá. Rồi lên tiếp cho em mã số tiếp theo cho em, đây là quần loe này. Đây nhá, cái quần loe này mà mặc với cái áo sơ mi vừa nãy đẹp cực nha mọi người nhá. Phải lên cho em quần loe này. Quần loe nhá mọi người ơi, quần loe cho bé này. Quần loe sẽ là mã số 19 nhá mọi người nhá. Mã số 19 giúp em loe cho bé này. Em sẽ có size cho bé là từ loe cho bé là size từ 17 cân tới 40 cân em có size nhá mọi người. Chất liệu jean mềm, co giãn cho em rất là mềm luôn. Mã loe cho em sẽ là mã số 18 tri ân 99.000 đồng. À 10. 19 là cái set kia rồi, 20 nhé. 19 là set gì? Set màu đỏ đó, cách tân đó. Ừ. Cách tân là 19. À. Ồ, không phải cách tân, lúc nãy chị lên mã dưới mà. Rồi quần le lên cho em mã số là 20 đi nhá. Quần loe lên cho em mã số là 20 mọi người, 99.000 đồng cho em quần loe mã số 20 nhé mọi người ơi. 20 đi mọi người nhá. 20 đi mọi người, chọn mã số là 20 đừng có ghi 19 này nhá mọi người. Lên cho em mã số sẽ là 20 nhá. Đây lên cho em mã số sẽ là 20 cho em này. Mã số 20 cho em này. Đó 20 là loe nhưng mà không chọn kiểu đâu nhá mọi người ơi, tại vì cái này ở bên dưới của em có nhiều kiểu ngẫu nhiên lắm. Với lại em bán khá là rẻ nên là khách thường thường là chọn 2 3 kiểu khác nhau. Nên là mọi người vui lòng là chọn ngẫu nhiên cho em với nhá. Có nhiều kiểu theo, nhiều kiểu loe nó khác nhau mọi người. Cái này có một xíu này thôi này. Đó, đây này, một xíu này thôi nhá. 99.000 một quần loe, chốt mã cho em sẽ là 20 nhá mọi người nhá. Loe mã số sẽ là 20. Loe là 20 nhá. Loe là 20 cho em, size từ 20, 17 cân tới 40 cân em có size. Chất jean mềm, co giãn cho em. Mã số 20 loe đi mọi người nhá. Mã số 20 loe cho em với giá 99.000 thôi mọi người nhá. Rất là đẹp. 17 cân thì tầm 4 tuổi nhá. 4 tuổi mét mốt trở lên. 4 tuổi mét mốt trở lên cho bé tới 40 cân, cao 1m45 quay đầu cho em mọi người nhá. Với giá là tri ân 99.000 đồng, chốt mã cho em là 20, cách số điện thoại em có đơn nha mọi người nhá. Quần loe chỉ đến 1m45 thôi bác ơi. Nhá. Đầm đỏ phía sau ạ. Đầm đỏ phía sau 109.000 nhá. Ok 20 nhá mọi người nhá. Mã số 20 là quần loe giúp em nha mọi người, mã số 20 là quần loe giúp em nhá. Không có lộn mã nha, các chị chốt cho em là 20, cách số điện thoại cho em 99.000 đồng cho em nhé. Chất mềm mà đẹp lắm mọi người nhá, chất rất là mềm mà đẹp luôn. Huệ Nguyễn lên số điện thoại này. Huệ Nguyễn lên số điện thoại này. Các mẹ ơi lên số điện thoại đi, không có là không không có đơn đâu mọi người nhá. Huệ Nguyễn còn ở đây thì lên số điện thoại nha. Rồi tiếp cho em mã loe sẽ là 20 nhá mọi người ơi, chốt mã là 20 nhá, không có lộn nha. 20 cho em quần loe với giá là 99.000 đồng cho em này. 99.000, chất jean mềm co giãn cho em nhé mọi người, dày dặn co giãn này. Họa tiết ở dưới gấu sẽ là ngẫu nhiên, lấy hai cái em sẽ cho hai kiểu khác nhau nhé mọi người. 99.000 đồng chốt cho em mã loe sẽ là 20, cách số điện thoại em có đơn nhá. Mặc vào chân rất là đẹp luôn mọi người. Em mặc cái này chân đẹp cực luôn á. 99.000 đồng chốt cho em mã là 20, cách số điện thoại em có đơn nha mọi người nhá. 20 cách số điện thoại cho em 99.000 loe nhá. Chân váy có chân váy jean thôi. Đầm đen không có, đầm đen, đầm đen thì có cái này thôi. Ok mọi người ơi, lấy loe chốt 20. Mã này màu đỏ này là mã gì đấy?
Đây mã đỏ này, nhung đỏ của em sẽ là mã số 15 này. Cái này nhung đỏ size 40 cân tới 55 cân cho em nhung đỏ nhá. Mã số 15 cho em với giá là 109.000 một váy nhung cao cấp cho em này. Đó, 109.000 đồng cho em váy nhung cao cấp cho em mã số này sẽ là 15 nhá. Màu đỏ và màu đen này. Đó, màu đỏ và màu đen cho em nhá mọi người. Mẹ nào lấy đỏ thì chốt cho em là đỏ, mẹ nào lấy đen thì chốt đen nha. Nhung mã số là 15 giúp em nhung gen nhá. Size là từ 40 cân tới 55 cân nhá mọi người. Cao mét 55 quay đầu hết là mang vừa. Nhá, với giá là 109.000. Các chị nhận cái nhung nhà em biết, trời ơi, vừa rẻ vừa đẹp chứ. Cái này hôm nay đang sale bị hết rồi ạ. Ok nhá, nhung đỏ nhung đen cho em 109.000 nhá. Mã số 15. Ok này, váy 13 cân thì không có rồi. 13 cân không có rồi bác ơi. Mã số tiếp theo này. À, tiếp quần tiếp nha. Quần tiếp cho em này. Bò ông đứng á hả? Có quần bò ông đứng bác ơi. Đây, em lên cho cái ống bom gấu này nha, từ từ em tìm cái ông đứng đấy đã. Đây bom gấu trước này, bom gấu trước xong em tìm cái ông đứng sau nhá. Mã số tiếp theo nhá. À, mã số 21 cho em này. Tiếp nha, quần bo gấu này. Cái quần loe đấy là 99.000, là mã số 20 mọi người nha. Quần loe là 99.000, mã số 20. Size là 17 cân tới 40 cân là cái quần loe em vừa lên đấy nhá. Còn đây em chuẩn bị em sang mã khác rồi này. Chuẩn bị sang mã khác nha. Đây em lên lại mã loe của các chị, cứ không phân biệt được thì chết đấy nhá. Nhung 35 cân nào. Cái này còn 35 cân không em nhỉ? Cái đỏ này còn 35 cân không? Màu đỏ không? 35 cân còn màu đen đấy chị Dung Đoàn ạ. À, cái nhung em vừa lên đấy, 35 cân còn màu đen. Đây mã loe của em là mã 20 đây đấy nhá. Đây này, quần này là mã số 20 này, 99.000 đồng cho em này. 99.000 đồng cho em mã số 20 đây này. Size 17 cân tới 40 cân đủ size. Các mẹ lưu ý này, em đặt 17 cân đến 40 cân đủ size thì các chị phải lưu ý là từ số 17 đến số 40 đủ size nha mọi người nhá. Áo dài là 129.000. Đây mã số 20 đây mọi người nhá. Không có lộ nha. 20 này, 199.000, 99.000 một quần. Mặc siêu đẹp luôn mà cân đối á, mặc chất nó mềm dạn lắm nha mọi người nhá. Mẹ nào lấy 20 chốt 20, quần loe cho em. Lấy hai kiểu em cho hai kiểu thêu khác nhau 99.000 nha mọi người nhá. Rồi qua một mã quần tiếp theo này. Mã quần tiếp theo cho em này. Hai mấy á? 21 à. Rồi nhá, mã số tiếp theo cho em quần bo gấu này. Mã siêu cấp, mã này bán rất là kinh khủng luôn. Mã số cho em là 21 đây. Đây cái này lên cho em là quần thể thao mọi người nhá. Mã số 21 cho em quần thể thao cao cấp cho em này mọi người nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. Quần thể thao cao cấp cho em mã số 21. Em sẽ có size cho bé là từ 15 cân đến tận 45 cân em có size. 15 cân đến tận 45 cân em có size. Mã số cho em sẽ là 21 dùm em. Đây quần bomber bo gấu nhá. Với giá tri ân chỉ có 99.000 một quần. 21 99.000 đồng cho em nhá. Ờ, áo dài chị cứ chốt là áo dài là được nhá. Chị Nguyễn Sương nhá. Cứ chốt cho em áo dài cách tân là được nhá. Áo dài nhung, chị chốt em là áo dài nhung nhá. Ống suông có nhá, ống côn có này. À, quần váy có, quần đùi có, quần dỉ có, quần yếm có nhá. Em xong mã này em sang mã khác cho. Lên cho em mã này sẽ là 21 đi mọi người nhá. 21 cho em là giá bumper ấy. Giá bumper là bên dưới là có bao chân đấy mọi người nhá. Bên dưới của em là có bao chun đây này, đẹp lắm. Cái quần này mặc hư rất là khỏe khoắn ấy. Họa tiết ngẫu nhiên này, em sẽ có nhiều hình khác nhau. Đây, các chị mà lấy hai quần thì là